Xin chào tất cả bạn, tôi Khôi đây. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn sao tử vi tổng luận. Như chúng ta đã biết, tử vi là chủ tinh của bắc đầu thuộc âm thổ. Trong đầu số, tử vi có địa vị chí tôn chí quý, cho nên cổ nhân ví với đế tọa, tức là ví tử vi là vua của một nước. Vua của một nước tuy tôn quý nhưng không phải việc gì cũng nhất định sẽ như ý. Vì vậy, muốn luận đoán tính chất của tử vi trong mệnh bàn, cần phải căn cứ vào sự hội hợp hoặc đồng độ của các sao mà định. Tử vi không lên làm cô quân, vì vậy rất ưa bách quan triều cổ. Cái gọi là bách quan cũng chia thành hai hệ. Một hệ là chính diệu, một hệ là phụ tá và tạp diệu. Chính diệu triều cổ, tử vi cần phải là thiên phủ, thiên tướng mới hợp cách. Thiên phủ là kho tiền, thiên tướng là quan ấn. Quân vương mà không có kho tiền thì không thể lập quốc. Không có quan ấn thì không thể ban hành mệnh lệnh. Dù được phủ tướng triều viên, vẫn phải nghiên cứu tính chất của thiên phủ và thiên tướng trong tinh bản. Khi triều cổ, tử vi, thiên phủ rất ưa gặp sao lộc. Trong đó trường hợp gặp ngũ khúc hóa lộc là thượng cách. Trường hợp gặp liêm trinh hóa lộc là kế đó. Trường hợp gặp lộc tồn là sau cùng. Được sao lộc thì kho tiền đầy. Không nên đồng độ với địa không, thiên không. Cũng không ưa chính tiệt không và chính tuần không. Thiên phủ có sao không, đồng cung là kho trống. Dù hội hợp với tử vi cũng không có tác dụng. Thiên tướng triều cổ, tử vi rất ưa gặp tài ấm giáp ấn, tức là thiên đồng hóa lộc hoặc cự môn hóa lộc cùng với thiên lương giáp thiên tướng. Rất kỵ hình kỵ giáp ấn, tức là thiên đồng hóa kỵ hoặc cự môn hóa kỵ cùng với thiên lương giáp thiên tướng. Nếu kình dương và đà na cùng giáp thiên tướng cũng có tính chất không lành. Phụ diệu triều khủng tử vi rất ưa tả phụ và hữu bật cùng giáp cung. Tình huống này chỉ thấy ở hai cung sửu hoặc mùi. Được giáp là tử vi phá quân, có thể cải thiện những hiểm trở sẽ gặp phải của hai sao tử vi phá quân. Nếu tả phụ và hữu bật hội hợp ở tam phương cũng chủ về người này cuộc đời có nhiều trợ lực hoặc nhiều thuộc hạ. Tử vi cũng ưa thiên khôi thiên việt hội hợp ở tam phương tứ chính, có thể làm tăng tài lãnh đạo của người này, đồng thời cũng chủ về cuộc đời người này gặp nhiều điều tốt lành. Tá diệu triều cùng tử vi rất ưa văn xương văn khúc, có thể làm tăng tư tưởng cao thượng thanh nhã của người này, làm giảm phần khuyết điểm độc đoán tự cao tự đại của tử vi. Chỉ có trường hợp tử vi tham lang gặp văn xương văn khúc mới làm mạnh thêm sắc thái đào hoa. Tử vi cũng ưa gặp lộc tồn thiên mã, điều này đối với tá diệu thông thường dễ khiến tư tưởng người ta hay thay đổi. Nhưng đối với người có tử vi tọa mệnh, có thể làm trung hòa khuyết điểm, cầu danh bất cầu lợi, thậm chí cầu khí bất cầu tài. Có thể gọi là tạp diệu triều khủng, ví dụ như sau. Tam thai bát tọa có thể làm tăng địa vị của người đó, bởi vì hai tạp diệu này là tùy tục. Ân quang thiên quý cũng có thể làm tăng danh dự của người đó, bởi vì hai tạp diệu này chủ về vinh dự. Đài phụ phong cáo có thể làm tăng danh giá của người đó, bởi vì hai tạp diệu này chủ về ân huệ vinh dự. Long chỉ phượng các có thể làm tăng sự linh hoạt khéo léo của người đó, bởi vì hai tạp diệu này chủ về tài nghệ. Thiên phúc thiên thọ có thể là làm tăng sự thông đạt của người đó, bởi vì hai tạp diệu này chủ về phúc thọ. Còn hóa lộc
Hóa quyền, hóa khoa thì không gọi là triều cổng mà chỉ có tác dụng ở phương diện cải thiện vận thế. Tử vi nhập miếu không có bách quan triều cổng thì còn khá. Nếu là khám mà không có bách quan triều cổng là tại dạ cô quân. Tính chất của nó lại có thể chia ra làm gặp sao không hoặc không gặp sao không. Gặp sao không, chủ về người này tuy có thành kiến rất nặng nhưng tư tưởng siêu thoát. Cho nên nếu gặp thêm hoa cái thiên hình thì có khuynh hướng nghiên cứu triết lý hoặc tôn giáo. Càng nên gặp hai sao thiên đức bác sĩ, nếu đồng thời gặp văn xương văn khúc thì chủ về lỗi lạc bất phàm. Không gặp sao không, người này có thể xử sự không uyển chuyển, không la lệnh được, nhưng không chịu cúi đầu trước người khác, vì vậy mà thành khó khăn cho bản thân. Tài giã cô quân không nên gặp các sao sát kỵ. Gặp sao không mà gặp thêm các sao sát kỵ, chủ về người này không nhờ được người thân. Thời xưa là mệnh số làm tăng nhân đạo sĩ. Không gặp sao không mà gặp các sao sát kỵ thì cuộc đời nhiều thị phi phiền toái. Trong vận hạn mà gặp nó cũng thuộc về kiện tụng hoặc phẫu thuật. Tình hình thường gặp nhất là tử vi tọa mệnh mà các sao cát và sao hung cùng tụ tập ở tam phương tứ chính. Lúc luận đoán cần phải biết tường tận tính chất cá biệt của từng sao, không được bỏ sót. Ví dụ như tử vi phá quân tọa mệnh ở cung Sửu được tả vũ hữu mật giáp cung, nhưng ở cung Dậu gặp Kình Dương, cung Mùi gặp Đà La. Tinh hệ có kết cấu dạng này chủ về nhờ tả vũ hữu mật giáp cung mà có nhiều trợ lực, nhưng không tránh sẽ bị tranh chấp bất ngờ về phương diện sự nghiệp, và lúc trẻ dễ bị bất lợi, ví dụ như phá tướng. Nhưng trong những tình hình thông thường, khi cát tinh và sao hung tụ tập, gặp sao lộc chỉ lợi về kinh doanh làm ăn, gặp văn xương văn khúc mà có các sao sát kỵ hội hợp thì có thể thành nhân tài chuyên nghiệp. Trong các sát tinh, tử vi chỉ sợ Kình Dương, Đà La mà không sợ hỏa tinh, linh tinh, nhưng cũng không ưa Kình Dương, Đà La và hỏa tinh linh tinh đồng thời hội hợp. Tứ sát tinh cùng chiếu thì tử vi trở thành bạo chúa. Người này quá nặng ưa ghét, thành kiến. Hơn nữa tâm trí đê tiện, nhu nhược nhưng độc đoán, cao ngạo. Nếu là Kình Dương và Đà La giáp cung thì dễ chuốc oán. Hỏa tinh và linh tinh giáp cung thì chỉ chủ về vất vả. Cả hai trường hợp đều là chủ về việc gì cũng phải tự mình làm. Tử vi phân bổ ở 12 cung có thể chia thành 6 loại kết cấu như độc tọa, tử vi phá quân, tử vi thiên phủ, tử vi tham lang, tử vi thiên tướng, tử vi thất sát. Đối cung cũng là thất sát, phá quân hay tham lang và thiên phủ. Có thể thấy tử vi có quan hệ rất lớn với bốn các sao này. Tính chất cơ bản của chúng sẽ thuật rõ ở chương luận đoán về 60 tinh hệ. Nói một cách đại khái, trong 12 tinh hệ tử vi thì các trường hợp như tử vi phá quân ở hai cung Sửu hoặc Mùi, tử vi độc tọa ở cung Ngọ, tử vi thất sát ở cung Tỵ hoặc cung Hợi là khá dễ trở thành cách cục tốt lành. Và hơi ngại trường hợp tử vi thiên tướng ở hai cung Thìn và Tuất. Trong vận hạn mà gặp tử vi tọa cung mệnh cũng cần tham khảo các tính chất đã thuật ở trên, bởi vì cung mệnh của đại hạ và lưu liên. Tử vi tuy không có tính chất cơ bản là độc đoán nhưng cũng biểu thị sự phát huy tài lãnh đạo. Gặp các tinh tụ tập thường thường là vận trình một mình phụ trách công việc. 2. Tử vi biệt luận.
Cách cục tử vi tọa mệnh cũng có tốt, có xấu. Trong đầu số, có thể nói tử vi là chủ tinh trong 14 chính diện, bởi vì các sao trong hai tinh hệ Bắc Đẩu và Nam Đẩu đều phải theo nó bày bố. Do đó, cổ nhân xem nó đế tinh, tức là có ý vị của một lãnh đạo. Nhìn từ góc độ tốt, người tử vi tọa cung mệnh về đại thế đều có thể phùng hung hóa cát, cục diện càng khốn khó, càng có thể phát huy tài năng một cách ung dung mà không rối loạn, đồng thời cũng khá có chủ kiến. Nhưng xét từ mặt xấu, thường thường sẽ biến thành cô độc và độc đoán, đồng thời còn là người có nhiều ngạo khí. Cho nên, gặp người có tử vi tọa mệnh, ngoại trừ xem tam phương tứ chính của cung mệnh, còn phải xem cung phúc đức. Nếu tốt thì mệnh tạo một đời được hưởng nhiều phúc khí. Ngoài ra, cần phải xem xét học vấn của mệnh tạo. Nếu gặp văn xương văn khúc hoặc hóa khoa thì nhờ có học, tuy hơi độc đoán nhưng thường thường cũng có thể đưa ra quyết định tốt. Nhưng phán đoán của người này đương thời nhất định sẽ không làm cho người ta tin phục, mà còn khiến cho người ta thấy người này thành thích cố chấp, bởi vì người này có cái nhìn xa, đi trước người khác nhiều bước. Đồng thời, tính khí của người này nhất định cũng không dễ tùy thuận hòa đồng, không chịu phụ họa cho người khác. Vì vậy, càng dễ khiến người ta cho rằng họ có thiên kiến. Nếu đã từng biện luận kịch liệt, thì sau chuyện đó, dù người này có liệu việc đúng như thần, cũng chưa chắc người khác đã tâm phục. Đây là bi kịch trong mệnh vận của người tử vi tọa mệnh. Giả dụ như cung sự nghiệp hoặc cung tài bạch hơi kém thì địa vị xã hội không cao, còn khó khiến cho người ta phục tùng. Kết quả là phát triển thành nguy cơ có tính, vẫn thế và ghét đời. Cổ nhân nói tử vi mà gặp sao sát, sao không, làm tăng nhân hay làm đạo sĩ thì còn phải xem sâu thêm một bậc. Nhưng tử vi nhập mệnh mà không gặp văn xương văn khúc hoặc hóa khoa thì chủ về có học hành mà không có thành tựu. Nếu là người ít học thức, thường thường sẽ đưa ra những phán đoán sai lầm. Nhất là người có cung phúc đức xấu sẽ biến thành bạc nhược một cách thô bỉ. Cổ nhân nói tử vi ưa gặp lục cát tinh, tức văn xương văn khúc, hỏa vũ hữu bần, thiên khô thiên việt. Nguyên nhân phần lớn là vì lý lẽ đã thuật ở trên. Gặp văn xương văn khúc là có học hành, gặp tạp vũ hữu bật thì có trợ lực, gặp thiên khôi thiên việt là có cơ hội, đều có thể nâng cao địa vị của người có tử vi tọa mệnh, ảnh hưởng rất lớn đối với vận trình một đời của mệnh tạo. Tử vi và thiên phủ đồng cung không nhất định được hưởng phúc. Tử vi và thiên phủ là hai chủ tinh. Tình hình cũng ở cùng một cung, chỉ có hai trường hợp ở cung dần hoặc ở cung thân. Và nhất định cung tài bạch sẽ là vũ khung. Cung sự nghiệp nhất định gặp liêm chinh và thiên tướng. Đối cung tất nhiên phải là thất sát. Đây là phối hợp cố định của tam phương tứ chính. Theo lý, phối hợp này khá mạnh, có thể nói là một chuyên gia nội các. Tử vi và thiên phủ thủ mệnh, tài tinh vũ khúc thủ cung tài bạch, thiên tướng là ấn tinh thủ cung sự nghiệp, liêm chinh lại chủ về là người có tài năng. Thêm vào đó, đối cung có thất sát, xung phong, hãm trận, đúng là người có thể công mà cũng có thể thủ, có thể ở trong chướng mà quyết định ngàn dặm. Nhưng khi có các sao hữu lực tập trung quá nhiều lại dễ gây ra biến hóa thay đổi. Tử vi độc đoán, thiên phủ vững vàng, tử vi quyết đoán, thiên phủ không có chủ kiến. Hai sao này đều là chủ tinh mà cùng ở một cung sẽ dễ xảy ra tình hình kiềm chế lẫn nhau.
Cần nói thêm, do các ty đều tụ tập ở Tam Vương tứ chính, nên các cung còn lại sẽ chỉ còn một số sao vô lực hoặc không cát tường. Do đó, đại hạ hoặc lưu liên mà đến cung này. So với cung mệnh, các sao vô lực thường thường sẽ sinh ra tình huống mệnh tốt mà vẫn xấu, khiến mệnh tạo cảm thấy tâm so với trời cao mà thân thì thấp hèn. Cho nên cuộc đời có được hưởng phúc nhiều hay không còn phải xem sự phối hợp của tứ sát tinh và lục các tinh mà định. Người có mệnh là tử vi và thiên phủ đồng cung rất ưa được lộc tồn đồng cung hoặc ở đối cung. Đây cũng là vì hai sao tử vi và thiên phủ không có hoa lộc, cho nên đặc biệt thích lộc tồn. Tử vi tham lang đồng cung có phải là đào hoa phạm chủ không? Cổ ca Thái Vi Phú nói đào hoa phạm chủ là cực dâm. Nói đào hoa phạm chủ tức là tham lang và tử vi đồng cung. Tình hình này chỉ xảy ra ở hai cung Mão hoặc Dậu. Có một người tự lập mệnh bàn cho con gái gặp phải cách cục đào hoa phạm chủ cực kỳ lo lắng. Đã viết thư hỏi Vương Đình Chi xem có biện pháp giải cứu nào không. Vì sợ con gái mình tương lai sẽ trụy lạc phong trần, Vương Đình Chi khuyên tốt nhất là nên nghiên cứu tính chất của tham lang. Thực là nó là sao giao tế. Thế người có tham lang tọa cùng mệnh hoặc cùng phúc đức, thậm chí tọa ở cùng thiên gì, đều có tài giao tế rộng nhất ở cùng mệnh. Đặc biệt có tài năng về ngôn ngữ, giỏi các ngôn ngữ địa phương, học là nhớ, nhất là ngoại ngữ rất dễ thành thục. Nếu hội các sao văn xương văn khúc, thiên tài bác sĩ, ngoài việc khéo giao tế ra, nhất định còn có thú vui, phong lưu thi tiểu. Hoặc tinh thông âm nhạc. Liễu Vĩnh, một thi nhân đời Tống, có tính phong lưu, là người có tham lang tọa mệnh. Lúc tử vi tọa mệnh mà gặp tham lang, bản chất khéo giao tế và tính phong lưu thi tiểu sẽ vì vậy mà thường hơi tự tư, ích kỷ, dễ biến thành chìm nóng trăng hưởng thụ nhục dục. Cho nên ở đây thực ra chỉ là kết quả của việc hai sao tử vi và tham lang gặp nhau. Do đó, người có tử vi tham lang tọa mệnh nếu phát triển theo con đường chính thì sẽ có thành tựu, có thể trở thành văn học gia hoặc nghệ thuật gia. Nói phong lưu mà không hạ lưu là như vậy. Có thể phát triển theo con đường chính hay không phải xem các sao hội hợp có liên quan. Nếu gặp phải kình dương thì sẽ bị nó phá hoại, khiến tính chất văn nghệ của tham lang sẽ có khuynh hướng hạ lưu. Ví dụ như thích xem tranh ảnh khiêu dâm, thích nghe dâm dục, thích xem tiểu thuyết sắc tình, thích tính phong lưu thi tiểu, sẽ vì vậy mà biến thành quê mùa hạ lưu. Lúc này muốn phát triển theo con đường chính sẽ rất khó. Nếu hội hợp với các tinh như văn xương văn khúc, thiên khôi thiên việt, tả hữu hữu bật, hoặc hội hợp với các sao chủ về kỹ thuật như hóa kỵ, sao không, thiên hình, thì phát triển theo con đường chính sẽ dễ hơn. Tử vi phá quân thủ mệnh, vì người khác mà bôn ba. Nếu tử vi ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ắt sẽ cùng thủ cung mệnh với phá quân. Luận đoán phối hợp phải là không tệ. Bởi vì tử vi là đế tọa, phá quân thì có uy quyền. Hai sao phối hợp, chủ về có sức mạnh đột phá và thanh thế dữ dội. Cung mệnh như vậy rất ưa gặp lộc tồn. Người tọa mệnh ở cung Sửu, sinh năm Bính, cung sự nghiệp sẽ gặp sao lộc. Sinh năm Tân, cung tài bạch sẽ gặp sao lộc. Người tọa mệnh ở cung Mùi, sinh năm Nhâm, cung sự nghiệp sẽ gặp sao lộc. Sinh năm Ất, cung tài bạch sẽ gặp sao lộc. Chủ về có sự trợ giúp cho toàn bộ mệnh cục. Nhưng vẫn lấy trường hợp gặp sao lộc ở cung sự nghiệp là tốt nhất. Lợi về phát triển trong chính giới hoặc làm việc trong cơ cấu công cộng. Nếu gặp ở sao lộc ở cung tài bạch
Tuy kinh doanh làm ăn có thể phát đạt nhưng khó tránh gặp sóng gió trắc trở. Vì trước sau Hóa Quân vẫn tồn tại một lực xung kích mà biến động thay đổi ắt phải lớn. Thậm chí thường thường khi làm một quyết định sẽ ảnh hưởng đến mệnh vận một đời. Tuy có tử vi quản chế cũng khó tránh vất vả, nhất là chủ về nhiều lo toan nghĩ ngợi. Nếu như hội hợp với sát tinh thì tình trạng lo toan nghĩ ngợi sẽ thiên về bản thân, ích kỷ mà còn thường cậy quyền thế để đạt được mục đích của bản thân. Cho nên cổ thư cho rằng mệnh tạm là tôi thần bất trung, là con trai bất hiếu. Nhưng nếu hội hợp với các tinh như tả phụ hữu vận sẽ chủ về thẳng thắn, có tài năng lãnh đạo, có thể làm công tác lãnh đạo trong công ty lớn hoặc cơ quan nhà nước. Thời cổ đại cho rằng thương nhân nhất định phải là người giảo hoạt, nên người xưa nói tử vi phá quân thủ mệnh gặp kình dương đà la thích hợp kinh doanh làm ăn. Thực ra người có mệnh cục này vẫn có mặt chính trực của họ. Ở thời đại chưa chắc thích hợp phát triển trong giới thương nghiệp, trừ phi người này kinh doanh theo phương thức có tính sáng tạo phát minh. Phàm là người tử vi phá quân thủ mệnh thường có thể kiêm nhiệm nhiều chức vụ hoặc đồng thời làm hai nghề. Tuy có cảm giác mệt mỏi nhưng họ lại lấy sự bận rộn vất vả làm sự hưởng thụ. Do đó, nếu như các sao của cung phu thê không tốt, người có mệnh cục này duyên phận vợ chồng cũng sẽ có khiếm khuyết. Đây là nhược điểm của họ. Tử vi thiên tướng đối phá quân có kỹ năng đặc biệt. Tử vi đầu số toàn thư nói tử vi gặp phá quân ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là tôi thần bất trung, là con trai bất hiếu. Câu này biểu hiện rõ ràng cổ nhân cho rằng phối hợp tử vi phá quân là không lành. Tử vi ở hai cung Thìn hoặc Tuất ắt sẽ có thiên tướng cùng thủ tọa, ở đối cung ắt sẽ gặp phá quân. Chiều theo thuyết của cổ nhân dường như cho rằng tử vi phá quân đồng cung thì tốt hơn tử vi thiên tướng. Tương xung phá quân, bởi vì tử vi phá quân tọa mệnh ở hai cung Sửu Mùi thêm sao Cát, rất phú quý. Còn tử vi ở hai cung Thìn hoặc Tuất gặp phá quân là vua tôi bất nghĩa, giàu mà không sang, có hư danh. Rõ ràng ở hai cung Thìn hoặc Tuất là không bằng ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Tại sao đồng cung lại tốt hơn ở đối cung? Theo then chốt của vấn đề có hai điểm. Một là Thìn và Tuất là thiên la địa võng. Tử vi bị khốn trong thiên la địa võng, giảm bớt sức mạnh chế hóa phá quân. Hai là thiên tướng là sao giữ ấn, tính cách ổn trọng, trở thành sao bạn của tử vi. Về phương diện tính cách cũng có tác dụng thoái lui, giảm bớt lực chế hóa của tử vi đối với phá quân. Do đó, phàm là người có tử vi thủ mệnh ở hai cung Thìn hoặc Tuất sẽ có nhược điểm về tính cách. Bản thân thích mạo hiểm nhưng lại xúi người khác xung phong đi đầu, rồi bản thân mới chịu tiến tới. Tính cách này cổ nhân nói là vua tôi bất nghĩa. Phân tích cho thấy đây là ảnh hưởng của phá quân và thiên tướng đối với tử vi. Người có mệnh cục phối hợp loại này rất ưa phá quân hoặc cung mệnh gặp sao lộc. Bất kể là hóa lộc hay lộc tồn đều được. Có sao lộc thì có thể kiềm chế phá quân, khiến tính mạo hiểm và lực phá hoại của nó giảm bớt. Cũng ưa có tả phụ hữu bận giáp cung với tử vi. Cho nên đợi cho người sinh vào tháng 1 và tháng 7, bởi vì tả phụ hữu bận
có thể làm mạnh thêm lực chế hóa của tử vi đối với phá quân. Có điều lúc này cũng sẽ làm mạnh thêm tính cách độc đoán, độc hành của tử vi. Vì vậy, biểu hiện cá tính mạnh mẽ, hỷ lộ tùy ý. Nhưng người có tử vi thiên tướng thủ mệnh gặp phá quân, ắt sẽ có kỹ năng đặc thù trong đời, cũng sẽ có một hai lần gặp vận may đặc biệt. Đây là đặc điểm của mệnh cục này. Mệnh cách tử vi thất sát, tay trắng làm lên. Tử vi thủ cung mệnh ở hai cung Tỵ và Hợi, ăn sẽ đồng thời với thất sát. Cổ nhân đánh giá cách cục tử vi thất sát là tử vi thất sát hóa quyền thì cát tường. Tử vi thất sát thêm sao không, chủ về có hư danh hưởng phúc ấm. Tử vi thất sát đồng cung gặp tứ sát tinh là không quý, chủ về cô độc hình thương. Thất sát và hóa quân trong đầu số tuy cùng thuộc loại sao thượng tướng nhưng tính chất lại có phân biệt. Thất sát thuộc âm kim mang hóa khí, phá quân thì thuộc âm thủy, cho nên thất sát mang sát khí, còn phá quân thì có lực phá hoại. Vì vậy thất sát chủ về biến động, không biến động thì thôi, sẽ vĩnh viễn không biến động, còn đã biến động thì sẽ biến động lớn mà còn lâu dài. Phá quân cũng chủ về biến động, nhưng biến động nhiều lần một cách bất thường và rất hao tổn nguyên khí, có khuynh hướng phá hoại. Tử vi thất sát phối hợp cũng giống như Tống Giang và Lâm Xung. Tử vi phá quân phối hợp thì giống như Tống Giang và Lý Quỳ trong Thủy Hử Truyện. Do đó, người có tử vi phá quân thủ mệnh, cuộc đời có ít nhiều kịch tính. Còn người có tử vi thất sát thủ mệnh lại có khí khái đường đường. Thông thường, người có tử vi thất sát thủ mệnh có năng lực khai sáng, có thể tay trắng làm nên, không sợ khốn khó. Thậm chí khốn khó càng lớn thì sức khai sáng càng lớn, phát đạt thì càng rực rỡ. Xét từ phương diện tính cách, người có mệnh cục loại này nhất định có cá tính mạnh, không chịu phục tùng. Vì vậy, người có mức độ giáo dục khác nhau, tuy cùng một mệnh cục, vẫn có biểu hiện cực kỳ khác nhau. Có người sáng lập được sự nghiệp, cũng có người chỉ là kẻ hung hăng ở chốn chợ búa. Cho nên tử vi thất sát đồng cung, điều tối quan trọng là xem sự phối hợp của hai sao Văn Xương, Văn Khúc và các cung phụ mẫu gặp cát tinh hay là sát tinh. Những điểm này đều quan hệ đến cơ hội được giáo dục của mệnh tạng. Nhưng người có tử vi thất sát đồng cung trước sau vẫn có hai nhược điểm về tính cách. Một là lúc thuận thì ỷ vào quyền thế một cách quá đáng, còn lúc ở vào nghịch cảnh thì lại đầu cọp mà đuôi rắn. Sự thành bại của mệnh tạo có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh thuận nghịch nhiều hay ít của đại hạn. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.